Em xin phép chào toàn thể các bác đam mê giao lưu cassette xưa nhé. Hôm nay em lên một con Bombox Panasonic. Con này thì em nói thật sự các bạn là không có điểm để chê. Ngoại hình đẹp, có xước nhưng mà nó chỉ là xước lông mèo, xước nhỏ thôi. Đấy. Chứ còn đâu là trường hợp mà xước không tránh được, nhưng mà nó con này thì rất là đẹp. Thực sự là con này em cũng kết luôn, nó thật. Với một người mà chơi đài, chơi đầu cổ thì em như các bác thôi, có những con mà đẹp thì này chỉ thích giữ lại thôi. Nhưng mà làm nghề cũng như là kinh tế không cho phép, em nói thật là cũng kinh tế không cho phép. Nên là em nên giao lưu các bác con này. Panasonic Bombox RX DS45. Con này chạy full chức năng, một cửa băng auto vớt hai chiều, cơ mềm, đĩa CD còn đọc tốt. Ngoại hình con này thì em thật sự là rất đẹp rồi, mà mấy hôm rồi bận công việc không thực sự này, con này em dọn xong mấy ngày rồi nhưng em nghỉ mất 3 ngày, thế là ăn một vết xước nhỏ ở đây, quá tiếc luôn. Vết này vết mới đấy các bạn, vết lông mèo này vết mới này. Nhìn chung con này đẹp, đẹp mặt trước mặt sau đẹp, hàng nội địa Nhật, nhưng con này thì đã
Nó lóa này, các bác nhìn cái này nó không rõ bởi vì em đang quay ở ngoài quán. Tôi tiến chiều này này. Qua đây này. Em xin phép test đĩa CD. Đĩa này đĩa CD sao các bác nhé. Đĩa bữa trước em có lấy mấy cái mà cho dần này. Còn cái đĩa CD sao. CD này. Nói chung CD nó đọc tốt của anh. Nhưng mà đĩa này của em sức nhiều. Nếu lên lên một số bài sau có thể nó sẽ bị vấp. Bài 2 này. À, em ló một chút nữa là thật ra cái lưới này thì nó rất là đẹp. Nhưng mà còn sơn còn nguyên luôn, nhưng bên này kiểu nó dạng kiểu vận chuyển các bác ạ, nó bị chảy sơn. Nên là bắt buộc em phải sơn lại hai bên lưới. Bởi vì đằng nào cũng phải tháo hết loa ra vệ sinh bên trong này mà. Vệ sinh hết nên ra là nó bị chảy, em thấy nó xấu quá. Nó không cân xứng nên em có phủ lại sơn các bác nhé. Sơn đen nhám nhé, chứ không phải sơn đen bóng nhé. Bởi vì sơn đen bóng nó rất là dại các bác. Bên thềm ngập lá thu gầy. Em test Zio này. AUX thì em xin phép các bác nhé. Một laptop em để ở nhà trong. AUX thì đã test ok rồi các bác. Nên là các bác cứ an tâm. Hai em này. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm này. Trong khớp. Tại hoa khớp có nhảy bôi trơn tại các khớp. Cách nào có thể chữa khỏi hoàn tại hoa khớp hay không? Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những giải đáp Hồ Chí Minh về vấn đề này ngay cao trục Bắc Nam và các đường độ cao kết nối liên quốc tế trong hệ thống đường quốc gia theo định. Căn cứ lịch công tác làm việc 6 tháng cuối năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để kịp thời hoàn thiện đề án, báo cáo thường trực Chính phủ theo định đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Tối qua tại thủ đô Cairo, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Em này. Nói chung con này thì em chưa dò được để chọn kênh đâu. Nên là các bác nào lấy về các bác tự dò kênh nhé. Đến khi mình bấm thì nó chỉ chuyển sang từng kênh một là ok. Con này nó đang bấm là phải dò. Tức là em bấm đến đúng cái tần số luôn đấy. Cất qua cho các bác thôi nhé. Thằng con này nó em là ok mà. Lăng Kính, Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương giao báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương đã tình trạng mà chó thả rông mà không có dọ mõm. Bệnh Lâm Dương Hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần 100% từ thảo dược, Case Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém. Con này thì hoàn hảo các bác, tất cả hoàn hảo, IMFM tất cả mọi thứ luôn. Em chuyển băng nghe. Băng thì nó có đếm số đếm giây ở đây các bác. Tua ra này.
Hôm qua đến bài gì? Nghe em cũng thích. Bằng chạy rất là lét, rất là hay. Bữa nào nhu cầu sưu tầm con bom bóc Panasonic này thì liên hệ với em nhé. Giá thì em để ở trên tựa đề luôn. Đấy, em cứ để trên tựa đề luôn. Thì các bác cứ vào coi nhé. Bởi vì thực sự hàng này thị trường nó bán cũng không rẻ đâu các bác ạ. Những hàng bom bóc này bán nó cũng cao đấy. Và con này em cam kết nguyên zin, chưa một mối hàn nhé. Con này duy nhất em chỉ vệ sinh lại thôi. Và làm vệ sinh lại sạch sẽ, làm lại vệ sinh lại mắt CD, làm lại cơ băng để cho chạy ok. Còn nguyên bản không một mối hàn, anten nguyên bản. Nói chung con này tất cả mọi thứ nguyên bản và nguồn thì đã lên 220. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhé. Và em xin lỗi các bác là một số bác có gửi hàng để sửa ấy. Thì hôm rồi em nghỉ mất mấy ngày nên là nó bị dồn hàng ấy. Các bác thông cảm chứ khó chờ đợi giúp cho em ấy. Mong các bác hết sức thông cảm cho em. Cảm ơn các bác. Em sẽ cố gắng tranh thủ nằm cả tối nữa để sửa xong hàng để gửi cho các bác nhé. Chào các bác.